Bộ phim khiến khán giả bất ngờ với 7 cái kết khác nhau. Với bộ phim Let's Sleep, Phi vụ nửa đêm, thay vì chứng kiến một kết thúc, khán giả có cơ hội cùng nhau lựa chọn số phận cho nhân vật chính. Từ một khởi đầu, hàng loạt ngã rẽ trong câu chuyện có thể xảy ra đưa đến 7 cái kết khác nhau. Phi vụ trong tay bạn. Nhân vật chính trong Phi vụ nửa đêm là Matt, sinh viên tài năng làm thêm tại một bãi đậu xe ở London, Anh. Một tối nọ, Matt bị lôi kéo vào vụ cướp có vũ trang. Món đồ mà nhóm cướp nhắm tới là cổ vật đồ sứ vô giá thời Minh. Đứng trước rất nhiều ngã rẽ, Matt sẽ phải làm thế nào? Chọn cách phá tim hay nương theo kế hoạch của tội phạm? Anh chàng có nên chạy trốn hay đầu hàng? Matt nên im lặng hay tranh luận với một nhân vật khác? Những lựa chọn của bạn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến Matt lúc này đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Thưởng thức Phi vụ nửa đêm là lựa chọn hóa thân thành Matt, lựa chọn tương lai cho chính mình. Các lựa chọn của người chơi, khán giả có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Matt là người hùng hay phản diện trong câu chuyện tùy thuộc vào chính bạn. Trải nghiệm độc đáo. Xuất phát điểm là một game tương tác từng phát hành trên các nền tảng như PS4, Xbox, Steam từ năm 2017 đến năm 2020. Tác phẩm mới được phát hành dưới định dạng phim điện ảnh. Với tổng thời lượng lên tới 245 phút, tùy sự lựa chọn của khán giả mà thời gian phim thực tế sẽ dao động từ 65 đến 97 phút. Phim có tổng cộng 180 sự lựa chọn trong suốt cả bộ phim, 7 cái kết khác nhau, trong đó chỉ có một cái kết tuyệt đối. Vì vậy khán giả vào rạp phim, trong tâm thế hồi hộp liệu mình và những người có mặt ngày hôm đó có phải là những người may mắn và sáng suốt để được thấy cái kết true ending của bộ phim, hay không? Tại Việt Nam, lần đầu tiên các khán giả được thưởng thức điện ảnh một cách mới lạ và hấp dẫn. Bạn sẽ là người quyết định bộ phim sẽ tiếp diễn thế này bằng cách đưa ra lựa chọn trên ứng dụng điện thoại được kết nối với các thiết bị trong phòng chiếu. Vậy nên mỗi lần bạn xem có thể sẽ là một cái kết khác nhau, khó lòng đoán được. Phim ra rạp từ ngày 2 tháng 12.